Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bagai ngày 21 tháng 10 bày tỏ hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào tìm cách ngăn chặn tội ác chiến tranh của Israel ở giải Gaza và Liban. Đồng thời thì lên án sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel, cho rằng điều này đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần ở thủ đô Tehran của Iran, ông baghei tuyên bố rằng bộ ngoại giao iran đã tham gia vào quá trình hòa giải với nhiều quốc gia trong khu vực và luôn hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào tìm cách ngăn chặn hành vi phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng của israel ở giải gaza và liban trước đó cùng ngày bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin xác nhận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được triển khai tại israel liên quan đến việc mỹ chuyển giao hệ thống tháp cho israel ông baghei tuyên bố rằng sự hỗ trợ của mỹ đã khiến israel trở nên hung hăng hơn iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động hung hăng nào của israel sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn từ iran